Hello, thầy Trọng xin chào tất cả các em. Hôm trước thì chúng ta đã cùng thầy chữa được toàn bộ phần trắc nghiệm của tài liệu chương 5 dẫn xuất halogen, alcohol, phenol. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa cho thầy các bài tập tự luận ở các cái phần tiếp theo. Chúng ta kéo xuống thầy phần tài liệu này và cùng đồng hành với thầy trong buổi ngày hôm nay ở các bài tập tự luận. Đấy, thì thầy sẽ chữa chi tiết tất cả các bài. Nhưng mà những bài nào dễ thầy sẽ nói tương đối nhanh, còn bài nào khó thì thầy sẽ nói sâu hơn, nói chậm hơn. Các bạn cùng thầy theo dõi nhé. Chúng ta nhìn thầy câu 5.39. 5.39 họ bảo chúng ta gọi tên. Thì với dẫn xuất halogen ấy, thì chúng ta đánh số ưu tiên từ phía gần nối đôi, nối ba. Sau đó mới ưu tiên gần đến halogen. Thì ở đây với câu A thì nó chỉ có liên kết đơn. Thì ta đánh số từ phía gần halogen. Đấy nên chúng ta sẽ gọi thầy là một chloro. Và mạch chính của chúng ta là butan. Sang thầy ý B. Ý B của chúng ta thì chúng ta đánh số từ phía gần nối đôi các em nhé. Đấy thì chúng ta sẽ đọc có thể là 3 iodo. Và mạch chính của chúng ta có 3 carbon là propen. Được chưa? 3 iodo propen hoặc là prop 1N. Đấy. Tiếp tục sang câu C thì chúng ta đánh số từ phía nào? Thì em đánh số từ phía tay phải là 1, 2 và chỗ này có nhánh là số 3. Vậy thì chúng ta sẽ đọc có thể là 2-metin, đúng nhỉ? Nhưng mà đọc giữa metin với bromo thì chúng ta đọc bromo trước. Em đọc có thể là 1 bromo gạch ngang 2-metin và propan. Được chưa? Sang ý D thì chúng ta sẽ gọi tên thay thế là ta gọi là chloro. Và tên mạch chính là benzen. Tiếp tục sang ý E. Ý E của chúng ta thì mình đánh số từ phía nào gần halogen thôi. Thì chúng ta sẽ đọc có thể là 2 chloro 3 metin butan. Đúng nha. Sang ý G. Ý G này thì cái này em phải viết lại cho thầy nhé. Chứ nếu mà em để yên này nhiều khi em bị nhầm đấy. Thì chúng ta có cái này là CH3 này. CH xong là C2H5 thầy sẽ viết cụ thể cái C2H5 ra. CHBr. Tiếp tục là CH2, CH3. Thì các em chú ý cho thầy là chọn mạch chính phải là mạch dài nhất. Được chưa? Nên là chúng ta sẽ chọn mạch chính theo cái trật tự thầy đánh số như sau này. 1, 2, 3, 4. Không phải là mạch nằm ngang đâu. Rẽ xuống 5, 6. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ đọc tên cho thầy nó là 3 bromo, 4 metin. Đúng nha. 3 bromo, 4 metin. Và mạch chính của mình có 6 carbon là hexan. Đó là 5.39. 5.40 hoàn thành sơ đồ biến hóa. Hoàn thành sơ đồ biến hóa. Chất số 1 mà muốn ra chất số 3 thì thầy gợi ý các bạn là chúng ta chỉ cần đun cho thầy với NaOH trong alcohol. Nhiệt độ hoặc em không thích thì em có thể chọn KOH trong alcohol. Cái chất số 2 thì đây này nhé, thầy nói các bạn đây là phản ứng của dẫn xuất halogen, nó có hai phản ứng. Phản ứng nhất là phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm hay gọi là phản ứng thế cái nhóm OH vào thì chúng ta chỉ cần đun với NaOH loãng nhiệt độ là được. Nhiệt độ. Còn nếu mà muốn thực hiện phản ứng tách ấy, thì tôi phải đun với NaOH nhưng mà không phải trong nước đâu mà trong alcohol. Được chưa? Nó sẽ khác biệt chỗ đấy thì cái này em chủ động thực hiện. Câu 5.41. 5.41 thì chúng ta sẽ gọi công thức của hợp chất này là CX, HI và FZ đúng không? Thì chúng ta có X chia Y chia Z thì cái bài này rất là dễ. Em lấy 23,08 chia 12 chia cho 3,84 phần 1 chia cho 73,08 phần 19. Và chúng ta sẽ rút ra được cái tỷ lệ. Được chưa nhỉ? Tỷ lệ mà chúng ta sẽ rút ra được thì em chủ động em rút nhé. Thì nó bằng 1 chia 2 chia 2. Nên hợp chất này có dạng là CH2F2 tất cả N lần. Mà M lớn thì ở đây nó bảo là phổ khối lượng cho biết M lớn bằng 52. Thì em trình bày cho thầy là mà M lớn bằng 52. Em sẽ suy cho thầy là cái phần bên trong này. Fluorin là 19 nhân 2 là 38, 38 cộng 14 là 52, 52N thì bằng 52, nên là N bằng 1. Vậy thì kết luận, công thức phân tử là CH2F2. Được chưa? CH2F2. Tiếp tục sang câu 5.42, thì nó bảo là viết phương trình điều chế ethyl chloride từ ethanol, ethylene. Thế chúng ta viết thầy phương trình như sau. Tôi đang có là cái anh ethanol là C2H5OH thì tôi chỉ cần cho tác dụng với HCl nhiệt độ. Cụ thể nếu mà em có thể viết là HCl bốc khói cũng được. Còn chúng ta chỉ cần viết bình thường thôi. C2H5Cl cộng với nước.
Còn nếu mà đi từ ethylene thì chúng ta sẽ lấy ethylene cộng HCl thì lúc này nó thực hiện phản ứng cộng đúng nha. Thì đấy là 5.42. Nha, chúng ta phải chuẩn bị trước thì đến khi mà thầy chữa thì nó sẽ nhớ hơn, nó dễ hiểu hơn. Câu 5.43 là viết công thức cấu tạo các đồng phân này, chỉ ra đồng phân mạch carbon, đồng phân vị trí nhóm chức gọi tên thay thế. Thì câu 5.43 thầy sẽ nói nhanh thôi. Các em đã có công thức giải nhanh đấy. Thì cái này nó sẽ có 2 mũ 4 trừ 2 thì nó bằng 4 công thức cấu tạo. Anh này sẽ là 2 mũ 5 trừ 2 thì nó bằng 8 công thức cấu tạo. Đấy em phải chủ động em viết được. Ví dụ C4H9Cl thì chúng ta sẽ viết ở thầy đầu tiên là mạch mạch không phân nhánh và tiếp theo chúng ta viết thầy mạch nhánh. Ở đây thầy gợi ý các bạn là cái nguyên tố halogen, ví dụ cụ thể là chlorine ấy, thì nó sẽ là gắn vào cái vị trí mà thầy cắm cắm mũi tên nhé. Đấy, ví dụ với mạch không phân nhánh thì có thể cắm vào đầu mạch, có thể cắm vào cái thứ hai, được chưa? Tương tự thế với mạch nhánh có thể cắm vào cái đầu mạch hoặc có thể cắm vào giữa. Nên cái này là bốn công thức cấu tạo, chủ động em viết ra. Tiếp tục đến C5H11Br thì chúng ta nhớ là anh này nó có ba kiểu mạch C5 mà. C5 có ba kiểu mạch, thứ nhất là không phân nhánh này, thứ hai là mạch iso là mạch có một nhánh, thứ ba là mạch neo là mạch có hai nhánh. Sau đó chúng ta sẽ viết cái nguyên tố bromin và các vị trí thầy cắm mũi tên. Ví dụ với mạch không phân nhánh thì có thể cắm được ba chỗ đúng không, bởi vì anh này đối xứng mà, nên là vị trí này là giống nhau, vị trí đầu với cuối cũng giống nhau, nên là với mạch không phân nhánh mình có ba công thức cấu tạo. Tiếp tục với mạch iso thì chúng ta có bốn công thức cấu tạo, bốn anh này khác nhau hoàn toàn đúng nhỉ. Với mạch neo ta được một chỗ đấy, thì tổng lại nó sẽ là 8 đồng phân cấu tạo. Gọi tên thì em chủ động gọi được chưa. Đấy, đồng phân mạch carbon, đồng phân vị trí nhóm chức thì đây thầy đang thể hiện đây này, cái này đang là đồng phân mạch carbon, xong là hai cái này ở vị trí đầu tiên này, ví dụ cái số 1 cái số 2 này nó gọi là đồng phân vị trí nhóm chức, thì cái đấy nó tương đối dễ, các em chủ động nhé. Tiếp tục sang thầy câu 5.44. 5.44 thì nó bảo là viết phương trình xảy ra khi đun nóng các hợp chất này với kiềm. Thì chúng ta nhìn này, 1,2 đi cloroetan thì chúng ta đây có etan. Thầy sẽ chỉ viết carbon với lại clorin thôi nhé. Thế bây giờ chúng ta đun với NaOH. Ở đây là đun NaOH thôi thì nó là thực hiện phản ứng thủy phân hay gọi là phản ứng thế cái nhóm OH đấy. Thì sản phẩm lúc này của chúng ta nó là ethylene glycol. Được chưa? Ethylene glycol. Tiếp tục benzin chloride là C6H5CH2Cl. Tôi đun với NaOH nhiệt độ. Thì sản phẩm của tôi nó sẽ là alcohol tương ứng C6H5CH2OH là benzin alcohol. Đến alin bromide thì cái bài này thực tế nó đang hỏi là đang hỏi về cấu tạo thôi, tên của các chất ấy, về cấu tạo tương ứng. Thì tôi đun với kiềm thì sản phẩm của tôi nó sẽ là alin alcohol, alcohol tương ứng mà. Etin bromide là C2H5Br. Tôi đun với NaOH thì tôi sẽ chuyển thành C2H5OH tương ứng. Được chưa? Thì đấy là 5.44. 5.45 viết phương trình hóa học khi cho các dẫn xuất halogen sau tác dụng với dung dịch potassium hydroxide thì cũng giống bài trên, chả khác gì cả. Thì cái này chúng ta sẽ ghi thầy sản phẩm là CH3OH thôi. Cộng KCl, đúng nhỉ? Thì ta sẽ đọc tên anh này là metin alcohol nhé. Tiếp tục đến câu B thì chúng ta cứ cho phản ứng với cao H nhiệt độ. Thầy cảnh báo các bạn này, khi mình đun với dung dịch kiềm ấy thì nó là phản ứng thủy phân, thế cái chlorine hoặc bromine bằng cái nhóm OH. Còn khi chúng ta đun với cao H hay là NaOH trong môi trường là alcohol ấy thì lúc đấy nó lại thực hiện phản ứng tách theo quy tắc tách giai xép. Chúng ta cẩn thận nhé. Thì sản phẩm của chúng ta đây thì cái anh brom ở vị trí số 2 tôi gắn OH vào đúng nhỉ, và chúng ta sẽ gọi tên anh này là sesbutin bởi vì cái dẫn xuất này đang ở bậc 2, sesbutin alcohol. Tiếp tục đến anh này thì tương tự thì nó biến thành C6H5CH2OH. Thì cái này ta đọc cho thầy là benzin alcohol. Thầy chữa rất nhanh bởi vì chúng ta nên chuẩn bị trước ở nhà rồi. Chuẩn bị trước thì chúng ta sẽ chỉ cần soát thôi. Câu nào mình sai thì mình xem trong video thôi. Hoặc mình dừng video lại để mình kiểm tra lại nhé. Thì anh cuối cùng của chúng ta nó sẽ là alcohol tương ứng. Cái này ta đọc cho thầy là anilin alcohol. Được chưa? Đấy là tên của những anh này. Đấy thì các em chủ động em ghi chép, em gọi tên lại thầy. Được chưa nhỉ? Chúng ta sang cho thầy phần tiếp theo là 5.46. 5.46 thì để điều chế 2,4 dichlorophenoxyacetic hay là cái
chất 24D. Thì người ta làm thế nào đây? Người ta cho phenol tác dụng với chlorine, sau đó tác dụng với NaOH, sản phẩm thu được cho tác dụng tiếp với cái anh muối của axit chloracetic này, rồi tác dụng với HCl, viết phương trình ở dạng công thức cấu tạo. Ok. Thế giờ với bài 5.46 ấy, thì chúng ta viết phương trình cho thầy như sau. Cái này thì nó hơi ít chỗ nên thầy sẽ tận dụng khoảng trống ở trên này thầy viết nhé. 5.46 thầy sẽ chuyển cái tên serbutin alcohol này sang kem. Đợi thầy một chút, thầy sẽ điều chỉnh tất cả những cái này hơi xuống một chút. Đây, thầy đọc tên ở đây nhé, cho bé lại. Đấy, kem chủ động em tự co hình lại nhé. Bây giờ thầy sẽ tìm khoảng trống để thầy viết cái bài 5.46, bởi vì cái bài này tương đối dài. Đấy, tờ này nó là file scan nên là chúng ta không có đánh máy lại nên là nó không có khoảng trống để viết. Em thông cảm. 5.46. Rồi, thế bây giờ chúng ta nhìn này. Nó bảo em là cho phenol tác dụng với chlorine, đúng chưa? Thế giờ chúng ta có phương trình là phenol cộng với chlorine. Đây, phenol cộng với chlorine. Thì lúc này là nó sẽ tạo thành sản phẩm vị trí octo hoặc là vị trí para. Nhưng mà chúng ta nhớ nó là đi chloro thì chúng ta sẽ gắn luôn hai thằng chlor vào. Thì một thằng là octo, một thằng para cộng 2HCl. Chúng ta thấy là đề bài nó dẫn dắt thế nào thì mình viết như vậy nhé. Sau đó nó bảo là sau đó là tác dụng với NaOH, đúng chưa? Thì mình lấy cái sản phẩm này này. Đấy, mình lấy sản phẩm cộng với NaOH. Thì lúc này chúng ta chú ý cho thầy là NaOH ấy, đây là dung dịch, nó không phản ứng với, nó không có phản ứng thủy phân với chlorine trên đây đâu. Bởi vì là khi chúng ta đun với NaOH mà trong đây là NaOH loãng. Đề bài nó không nói gì thì nó là loãng nhé. Thì lúc này nó không thực hiện được phản ứng thủy phân mà nó chỉ có phản ứng của phenol với NaOH thôi, thì nó tạo thành cái muối phenolat này, hai anh chlorine này để yên này, cộng với nước. Còn khi nào nó đun với NaOH đặc, nhiệt độ cao, sốt cao thì lúc này mới chuyển clo này thành OH được. Được chưa? Đấy là sản phẩm. Sản phẩm tác dụng tiếp với cái anh này thì chúng ta viết thầy phương trình đây. Đây là sản phẩm. Đề bài nó bảo viết như thế nào, ta viết đúng theo cái quy trình mà nó nói như thế. Ở đây thầy xin lỗi, thầy viết nhầm cái vị trí của chlorine. Ở đây cơ. Vị trí para. Cộng với clo CH2CONa. Được chưa nhỉ? Thì nó sẽ tạo thành sản phẩm của mình. Đấy, sản phẩm của chúng ta nó sẽ là gì? Trên đầu này của chúng ta, ta sẽ có cái sản phẩm thế là OCH2CONa và hai anh chlorine này để yên cộng với NaCl. Khoảng trống hơi ít, viết hơi khổ. Sau đó lấy cái sản phẩm đó tác dụng tiếp với HCl. Thì HCl thì em cứ hiểu đây là muối này, cộng với axit thì biến thành axit mới. Thì sản phẩm của chúng ta đây. Đấy, hai anh chlorine để yên. Nhá. Thì đây chính là 2,4 dichloro phenoxyacetic. Đấy là bài này. Bài này thì hơi khó. 5.46. Tiếp tục 5.47. 5.47. Dẫn xuất halogen X được dùng làm chất gây mê, gây tê cục bộ trong y học, để cho giúp giảm đau cơ bắp. Thì cái dẫn xuất này chính là C2H5Cl. Người ta có thể gọi tên đó là etin chloride. Được chưa? Hoặc em có thể gọi là chloroetan. Đấy. Câu B giải thích vì sao hợp chất này có tác dụng giảm đau. Thì khi những cầu thủ bóng đá hoặc những vận động viên ấy, mà có va chạm thì bác sĩ hay dùng cái bình có chất này xịt vào chỗ đấy, đúng nhỉ? Thì cái quá trình bay hơi từ chuyển từ thể lỏng sang thể khí ấy, thì nó là quá trình tỏa nhiệt. Thì thầy sẽ cho các bạn con số nhé. C25Cl ở thể lỏng này, khi xịt vào bề mặt vết thương thì nó sẽ chuyển thành chất khí là C2H5Cl ở thể khí, nhưng đồng thời có delta H thì nó sẽ bằng 24,7 kJ. Vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay là cái phản ứng này nó là phản ứng thu nhiệt, nên là cái cảm giác của cầu thủ sẽ cảm thấy là cái chỗ vết thương này sẽ mát.
mát hơn, có nghĩa là nó giảm đau được đúng không? 24,7 kilojoule. Đấy, em suy thầy là phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt. Và từ đó làm giảm cảm giác đau. Cảm giác đau. Thì chúng ta ghi chép vào. Ok chưa? Tiếp tục nó bảo là viết phương trình hóa học điều chế etin chloride từ etan. Thì chúng ta có etan là C2H6 cộng với Cl2. Chúng ta chỉ ghi thấy ánh sáng tỷ lệ 1:1. Thì nó thành C2H5Cl cộng HCl. Đây câu C. Câu D. Hợp chất này có thể chữa trị vết thương hay không? Vì sao? Được chưa? Thì em ghi thấy là không. Hợp chất này chỉ có tác dụng gây tê cục bộ thôi. Muốn điều trị thì chúng ta phải, ví dụ ông nào mà bị rách cơ các thứ thì chúng ta phải đến bệnh viện đúng không, hoặc đến các cái cơ sở y tế thì người ta mới điều trị được, chứ còn cái chất này nó chỉ có tác dụng giảm đau thôi nhé. Đây là câu 5.47. Các em thao tác cho thầy với tốc độ nhanh hơn để chúng ta chuyển sang bài tiếp theo được chưa nhỉ. Thì thầy nói chung là thầy đã chữa cho chúng ta xong được cái bài tập tự luận tương đối khó. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một số bài tập tính toán. Một số bài tập tính toán. Chúng ta nhìn thấy bài 5.48. Bài này thì tương đối dễ. Chúng ta nhìn bài 5.48. 5.48 nó cho em 13,875g một ankin chloride. Thì chúng ta sẽ gọi cho thầy công thức của nó là RCl thôi. Tôi đun với NaOH thì tôi biến thành NaCl. Tôi cho AgNO3 vào thì tôi tạo ra kết tủa AgCl. Cái tủa này màu trắng. Thế giờ tôi sẽ bấm là 21,525 chia cho 143,5. Thì số mol anh này là 0,15 mol. Thì anh dẫn suất này cũng là 0,15 mol. Do đó chúng ta bấm được thầy được M lớn. Thì bằng 13,875 chia cho 0,15. Thì nó bằng bao nhiêu? Thì nó sẽ bằng là 92,5. 92,5 thì từ đó chúng ta sẽ tìm cho thầy được gốc R bao nhiêu. Trừ đi 35,5 thì gốc R bằng 57. 57 thì sẽ là C4H9 các em nhé. Vậy thì kết luận anh này là C4H9Cl. Các em chú ý cho thầy là cách để tìm ra cái gốc C4H9 ấy, thì chúng ta lấy 57 chia 12 thì nó bằng 4 và nó còn dư 9. Nên là chúng ta sẽ tìm được gốc đấy là C4H9. Ok chưa? Đấy là xong cái nội dung về dẫn xuất halogen trong tờ bài tập luyện tập này. Chúng ta tiếp tục sang nội dung về alcohol. Thì phần thứ nhất là gọi tên theo danh pháp thay thế. Thì với anh đầu tiên ta đánh số 1 từ phía gần OH nhé. Em sẽ đọc cho thầy là 2-metin-butan-1-ôn. Được chưa? 2-metin-butan-1-ôn. Anh thứ hai thì ta đánh số từ phía gần OH. Thì ta sẽ đọc cho thầy là hexan-2-ôn. Được chưa? Anh tiếp theo thì chúng ta đánh số từ phía gần OH nhé, lúc nào cũng thế. Ta sẽ đọc có thầy anh này là 3-metin-butan-2-ôn, đúng nha? 3-metin-butan-2-ôn. Đến anh cuối cùng của chúng ta thì mạch chính nó chỉ có 3 nguyên tử carbon, ta đọc có thầy là propan và 1-3-dion. Propan 1-3-dion. Ta thêm chữ E vào đây. Rồi. Đấy là 5.49. 5.50, viết công thức cấu tạo và gọi tên theo danh pháp thay thế. Thì chúng ta nhìn thấy thầy cái chất C5H12O. Thì cái bài này chúng ta sẽ trả lời giống như cái bài bên trên là viết công thức của thằng C5H11BR ấy. Thì anh này cũng có 8 công thức cấu tạo. Chúng ta có thể ghi thầy là hay là C5H11OH ấy. Thì nó sẽ có 2 mũ N trừ 2. Mà chúng ta thay số cụ thể vào chính là 2 mũ 3 thì bằng 8 công thức cấu tạo. Thì cái này em tự viết nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái chất C4H10O2. Thì chất này nó hai chức nên thầy sẽ viết cụ thể cho chúng ta. Thì anh đầu tiên ý, C4 nó có hai kiểu mạch. Thứ nhất là kiểu không phân nhánh. Thì OH có thể cắm vào hai vị trí cạnh nhau này. Đúng chưa? Vẫn là cái kiểu không phân nhánh đó. OH có thể cắm vào hai vị trí ở giữa. Đây thầy viết cụ thể cho chúng ta. Đây này. Hai vị trí ở giữa liên tiếp này. Xong chúng ta có một anh ở vị trí số 1, một anh số 3. Một anh số 1, một anh số 4. Chúng ta sẽ đọc là butan 1,2 dion, butan 1,3 dion, butan 2,3 dion gì đó. Cái này thì rất là dễ chủ động đọc. Nhưng mà chúng ta còn một kiểu mạch nữa là kiểu mạch phân nhánh. Thì kiểu mạch phân nhánh thì OH của mình có hai khả năng để, đó là hai vị trí cạnh nhau này. Hoặc là vẫn là cái kiểu mạch phân nhánh.
thì OH có thể để vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng. Được chưa? Đọc tên thì các em chủ động đọc nhé. Ví dụ cái chất này ta sẽ đọc là 2-metin propan 1,2-dion. Đến anh cuối cùng ta sẽ đọc là 2-metin propan 1,3-dion. Thì việc đọc là của các em chủ động đọc. Đấy là câu 5.51 để các em thao tác của thầy với tốc độ cao lên. Được chưa nhỉ? Rồi, sang bài đấy là bài 5.50, sang bài 5.51, viết phương trình thực hiện biến hóa thì cái này thầy sẽ gợi ý các bạn thôi. Cái này ta đun với H2SO4 đặc 170 độ C này. Anh này tôi cộng với HCl, phản ứng tiếp theo tôi cộng với NaOH nhiệt độ. Phản ứng cuối cùng tôi cộng CuO. Còn cái từ anken và ancol ta cộng với nước trong môi trường H cộng nhiệt độ. Được chưa? Sang câu B thì chúng ta chỉ thực hiện phản ứng lên men thì ta ghi thầy enzyme. Từ anh này ra CO2 ta chỉ cần đốt cháy thôi. Nhé. Đấy là 5.51. Các em chủ động các em làm thầy đi. 5.51 thì tương đối đơn giản. Tiếp tục chúng ta sang bài 5.52. 5.52. Họ bảo em là có điều gì xảy ra với số liệu của CH3OH. Đấy. Thì chúng ta để ý cho thầy là CH3OH ở đây này. Là cái nhiệt độ sôi của nó là 65 độ này. Độ tan là dương vô cùng này. Khối lượng mol là 32 này và điểm nóng chảy là -98. Đấy thì chúng ta nhìn cho thầy bài 5.52. Nó hỏi em có điều gì bất thường xảy ra với các số liệu của CH3OH, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải so sánh tương quan của nó với những chất khác. Đấy, so sánh tương quan của nó với những chất khác. Chúng ta sẽ thấy ngay đó là điểm nóng chảy, điểm sôi, độ tan trong nước của chất phụ thuộc vào khối lượng mol, độ phân cực của phân tử, đúng không? Đấy. Thế bây giờ là cái điểm bất thường của nó so với những chất khác ấy thì chúng ta thấy ngay là cái khối lượng mol của nó mặc dù sấp xỉ 30-34 nhưng mà tại sao nhiệt độ sôi của nó lại cao hơn, nhiệt độ nóng chảy lại cao hơn, độ tan cao hơn, thì chúng ta chỉ cần nói cho họ là lý do là vì nó có tương tác, vì nó có liên kết hydrogen, đúng nhỉ? Thì em ghi cho thầy là CH3OH có M lớn sấp xỉ các chất khác trừ nước nhé, mình không tính đến nước đâu. Được, nhưng có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan cao hơn các chất khác, không tính nước nhé. Là do đâu? Do thứ nhất là nó tạo được liên kết hydrogen, liên phân tử. Chính vì nó có liên kết hydrogen, liên phân tử nên nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi nó cao. Thứ hai là nó tạo được liên kết hydrogen với nước nên nó tan trong nước. Đấy. Được chưa? Thì đấy là câu A. Câu B, vì sao phân tử nước có khối lượng mol phân tử nhỏ hơn khối lượng mol phân tử sẽ bao nhưng lại có điểm nóng chảy độ sôi cao hơn? Thì câu B thì chúng ta sẽ ghi thầy là vì nước tạo được nhiều liên kết hydrogen liên phân tử bền vững hơn. Được chưa? Thực tế là cái CH3, cái nhóm đấy là nhóm đẩy điện tử. Thì nó làm cho cái tính làm cho độ bền liên kết hydrogen nó không bằng so với cái thằng H của nước. Nên là chúng ta chú ý hộ thầy là chúng ta chỉ cần nói là vì nước tạo được nhiều liên kết hydrogen liên phân tử bền vững hơn so với CH3OH. Được chưa? So với CH3OH. Chỉ nói vậy thôi. Tiếp tục, vì sao CH3OH lại tan nhiều trong nước thì ta giải thích là vì CH3OH tạo liên kết hydrogen với nước. Được chưa nhỉ? Nó bảo em là khi tan trong nước có sự hình thành những cái loại liên kết giữa các loại phân tử nào? Thì chúng ta trả lời là có tất cả nhé, có tất cả. Có tất cả. Chấm phẩy, có cả ba loại. Chúng ta có thể viết là CH3 này, OH này, nước là HOH. Thì đây là ancol với nước. Đúng không? Tiếp tục. Chúng ta có là ancol với ancol. Đây, chúng ta sẽ viết ancol với ancol. Nước với nước. Nước với nước. Thậm chí nó còn có cả nước với ancol. Nước đứng trước ancol.
Đấy, thì có tất cả các loại. Được chưa? Chúng ta ghi là có tất cả các loại. Liên kết hydrogen. Ý là nó để cái trong ngoặc phải có những loại nào, đúng chưa? Rồi, sang câu 5.53. Viết công thức cấu tạo của isobutin alcohol. Isobutin là có 4 cái tử carbon thôi. Đây. 3-metin butan một ôn rất là dễ, chúng ta viết thầy mạch butan này, một ôn ở đây. 3-metin em gắn cái liên kết đây. Em chủ động điền hydro nhé. Cyclohexanone đây. Đấy. 2-metin hexan 3 ôn, viết hexan đây. 3 ôn này. 2-metin đây. 1 2 3 4 5 6. Rồi. Bút 3N một ôn, viết 4 carbon đây. Tiếp tục phenin ethan một ôn, ta viết ethan này, một ôn này, phenin là C6H5. Chủ động điền H nhé. Đấy là câu 5.53. Rồi, 5.54. Trong mỗi cặp chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi tốt hơn thì chúng ta sẽ chọn thầy chất mà thầy tô màu vàng. Thì sau đó là thầy sẽ giải thích nhanh hộ chúng ta. Đúng chưa? Thì tất cả chúng ta giải thích đều dùng liên kết hydrogen. Giải thích là liên kết hydrogen. Chúng ta chỉ nói là giữa các phân tử C3OH tồn tại liên kết hydrogen nên nhiệt độ sôi cao hơn so với anh còn lại. Tương tự thế, giữa các phân tử C2H5OH tồn tại liên kết hydrogen nên nhiệt độ sôi của nó sẽ cao hơn anh còn lại. Và cũng tương tự như thế, tất cả các chất đằng sau ta đều nói là giữa các phân tử đó có liên kết hydrogen liên phân tử nên nhiệt độ sôi của nó sẽ cao hơn. Thế thôi nhá. Đấy là 5.54. Rồi, 5.55. 5.55 nó bảo em là alcohol X có công thức là C2H6O2. X là chất lỏng có nhiều ứng dụng, trong đó đặc biệt là dùng làm chất chống đông. X điều chế từ ethylen bằng thuốc tím, viết phương trình cho X phản ứng với CuOH 2 lần và phản ứng điều chế X từ C2H4. Thì chúng ta viết thầy phương trình với CuOH 2 lần nhé, C2H6O2. Em nên viết ở dạng phân tử, bởi vì viết ở dạng phức nhiều khi hơi khó viết. Đấy, thì chúng ta sẽ nhớ theo thầy tỷ lệ là 2 chia 1 thì tạo thành dung dịch màu xanh lam là C2H5O2 2 lần Cu cộng với nước. Được chưa? Còn để điều chế X từ ethylen thì chúng ta sẽ cho ethylen cộng với thuốc tím là KMnO4 cộng với nước. Chúng ta nhớ cái hệ số cân bằng mà chúng ta hay đọc ấy, là 3 2 4 3 2. Được chưa? Hiện tượng là thuốc tím bị mất màu và sản phẩm là có kết tủa màu đen. Rồi, câu 5.56. Geranium thuộc loại hợp chất alcohol no đơn chức hay đa chức à? Thì chúng ta sẽ trả lời là đơn chức. Để cho vì nó có một nhóm OH này. Geranium hòa tan trong ethanol và một số hương liệu khác. Giải thích vì sao tan tốt trong ethanol thì chúng ta chỉ cần nói là vì nó tạo liên kết hydrogen với ethanol. Đúng không? Cùng có nhóm OH thì tạo liên kết hydrogen với nhau. Câu 5.57. Nhận biết bằng phương pháp hóa học thì cái này thầy nói hướng nhé. Em nhớ thầy là cái anilin alcohol nó có nối đôi thì chúng ta dùng dung dịch bro. Anh này làm mất màu này. Hai anh còn lại đều no không có phản ứng. Còn để phân biệt một anh glycerol một anh ethanol thì quá dễ rồi. Tôi dùng CuOH 2 lần. Anh này không hiện tượng, anh này tạo thành dung dịch màu xanh lam. Được chưa? Xanh lam hoặc là xanh lam thẫm. Đấy là câu 5.57, kem chủ động viết phương trình. 5.58, ethanol có thể điều chế từ glucose, ethylen hay ethyl chloride. Đấy, viết phương trình. Thì chúng ta có phương trình từ glucose là C6H12O6 này. Chúng ta thực hiện phản ứng lên men. Thì nó biến thành C2H5OH cộng với CO2. Tiếp tục, nó bảo từ ethylen. Ethylen thì chúng ta lấy ethylen cộng với nước. Nhớ, nhớ là môi trường axit. Chúng ta có thể ghi là H3PO4 cũng được. Thì nó thành C2H5OH. Từ ethyl bromide là C2H5Br, chúng ta đun với NaOH là thực hiện phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm thì biến thành C2H5OH cộng NaBr. Thầy chú ý các bạn đó là thầy chữa bài với tốc độ rất cao, bởi vì mục tiêu của chúng ta đó là chúng ta phải làm trước rồi, và sau đó mục tiêu của chúng ta trong ngày hôm nay là ta sẽ soát lại những cái phần mà mình đã làm. Nếu mà câu nào mà mình cảm thấy là mình bị làm sai, chưa làm đúng thì mình dừng video lại và mình xem kỹ và ghi chép lại cho thầy. Rồi, phương pháp nào dùng trong công nghiệp, phương pháp nào sử dụng điều chế truyền thống thì chúng ta sẽ ký hiệu đây là phương pháp số 1, đây phương pháp số 2 và đây là phương pháp số 3.
Phương pháp sử dụng trong công nghiệp thì phương pháp trong công nghiệp là phương pháp số 2. Được chưa? Tiếp tục nó bảo em là phương pháp điều chế truyền thống là phương pháp số 1. Còn cái phản ứng số 3 là trong phòng thí nghiệm. Đấy, em đi thầy bổ sung là phương pháp 3 là điều chế C2H5OH trong phòng thí nghiệm nhé. Trong phòng thí nghiệm. Rồi, đấy là câu 5.58. Tiếp tục câu 5.59. Viết phương trình tách nước propan 1 ôn từ anh này. Để cho tạo ete thì chúng ta ghi luôn thầy là C3H7OH đun với H2SO4 đặc 140 độ C. Tạo ete là C3H7OC3H7 cộng với nước. Viết như vậy. Được chưa? Câu B, viết phương trình tách nước 3-metin butan 2 ôn với xúc tác H2E4 đặc 170 độ C. Chúng ta có 3-metin butan 2 ôn đây. Tôi đun với H2SO4 đặc 170 độ C. Thì lúc này là áp dụng quy tắc tách giai xét. Sản phẩm chính là OH bị tách cùng nguyên tử hydro ở carbon bên cạnh những bậc cao. Chúng ta sẽ viết thầy sản phẩm chính đây. Cộng với nước. Em ghi thầy sản phẩm chính 2-metin but 2 en. Sản phẩm phụ thì nó tách ở thằng bên cạnh còn lại. Đấy, thì đây là sản phẩm phụ. Được chưa? Đấy là câu này. So easy. Tiếp tục chúng ta sang thầy bài 5.60. Đấy, 5.60. 5.60 bảo là ngộ độc rượu giả chứa methanol thường làm cho người ngộ độc có biểu hiện loạng choạng hoa mắt. Giống hệt cảm giác say rượu, để lâu có thể rơi vào tình trạng tím tái, hôn mê, co giật. Trường hợp cứu sống được, bệnh nhân có thể có di chứng về thần kinh. Hãy giải thích nguyên nhân uống rượu giả chứa methanol gây ngộ độc. Thì cái này thì em chủ yếu là em chỉ cần nói cho họ đó là CH3OH này ở trong cơ thể nó sẽ bị oxy hóa để chuyển thành HCHO. Người ta gọi cái này là formaldehyde nhé. Hay là formaldehyde đấy. Được chưa? Là chất độc. Là chất độc. Chúng ta có thể ghi thêm sâu hơn một tí nữa là tiếp tục bị oxy hóa tiếp. Để tạo thành HCOH là formic acid. Formic acid. Được chưa? Thì cái chất này thì em ghi thầy là thủ phạm gây ra độc tố. Gây độc tố. Đấy. Thì chúng ta chú ý hộ thầy là nguyên nhân ấy, là khi chúng ta uống phải rượu giả thì trong rượu giả nó có CH3OH, nó chuyển hóa dần dần thành formic acid là một chất độc. Được chưa nhỉ? Sau khi nghiên cứu bài alcohol này đưa ra khuyến cáo nào cho người dân sử dụng tránh ảnh hưởng sức khỏe, thì cái này em tự làm. Khuyên thì chúng ta sẽ tuyên truyền đúng không? Tuyên truyền mọi người về tác hại của rượu bia, đã lái xe thì không uống rượu bia, hoặc là uống rượu bia nhiều có thể gây ra các bệnh tật về gan, thận, tim mạch vân vân. Đấy, đặc biệt là những bệnh như kiểu ung thư gan chẳng hạn. Tiếp tục chúng ta sang bài 5.61. 5.61 thì nó cho em là cái hợp chất này có khối lượng của carbon và hydrogen gấp 3,625 lần của oxygen. Thì alcohol đơn chức thì chúng ta gọi là CXHIO. Thì chúng ta có là 12X cộng với Y thì bằng 3,625 lần nhân với 16. Giải phương trình nghiệm nguyên thì em tìm được XY nhé. Cái này thì thầy giải giúp chúng ta thôi. Thì là đơn giản thì em sẽ tìm được cho thầy là X nó sẽ bằng 4 và Y nó bằng 10. Được chưa nhỉ? X bằng 4, Y bằng 10. Thì chất này của chúng ta nó là C4H10O. Giải phương trình nghiệm nguyên thì rất đơn giản. Học sinh lớp 8, lớp 9 cũng làm được. Viết công thức cấu tạo. Thì công thức cấu tạo chúng ta đã viết chất này suốt rồi. Ví dụ với mạch không phân nhánh thì OH có 2 cái. Butan 1 ôn, butan 2 ôn. Với mạch phân nhánh thì chúng ta cũng có 2 cái. Một anh là 2-metin propan 1 ôn. Một anh là 2-metin propan 2 ôn. Gọi tên thì các em tự gọi. Đây là 5.61. 5.62. 5.62 là quy trình nấu rượu gạo truyền thống là nấu cơm ủ men chưng cất rượu. Trong giai đoạn chưng cất tại sao không nên đun lửa cháy mạnh? Thì chúng ta chỉ cần nói cho họ đó là alcohol sôi ở 78 độ C. Đúng không? Thì em ghi thầy là alcohol C2H5OH sôi ở 78 độ C nếu đun lửa mạnh. Đun lửa mạnh. Được chưa? Sẽ làm cho lượng
nước bay hơi cùng rất nhiều. Rất nhiều. Nước bay hơi cùng rất nhiều thì giảm độ rượu. Giảm độ rượu. Đấy. Hoặc là rượu có mùi khê, rượu dễ bị cháy. À, chuyển thành giấm. Có mùi khê. Vân vân, tóm lại em phải đun rượu nhỏ, đun nấu rượu em phải đun lửa nhỏ thôi. Đun lửa mạnh quá thì có rất nhiều hậu quả. Ví dụ rượu có thể bị cháy hoặc là có thể chuyển hóa nhanh thành giấm, có thể tạo ra những cái hợp chất mà nó trộn lẫn vào rượu thì nó có mùi tương đối khê, khó chịu đúng không? Rồi, khí hậu E5 thì em cứ hiểu là có 5% thể tích là C2H5OH và 95% thể tích xăng truyền thống. Đấy. Ưu điểm của xăng sinh học đúng không? Giảm ô nhiễm môi trường. Giảm ô nhiễm và có thể tăng hiệu suất của động cơ. Được chưa? Còn ảnh hưởng đến môi trường thì em chủ động em nói thêm. Rồi, sang bài 5.64. 5.64 thì nói cho em là xăng E5 được phối trộn gồm có 95% xăng truyền thống RON92 và 5% ethanol. Ethanol được sản xuất từ tinh bột bằng pháp lên men. Tính khối lượng tinh bột sắn chứa 80% tinh bột cần dùng để sản xuất ethanol để phối trộn thành 100 mét khối xăng E5. 100 mét khối xăng E5 thì V của C2H5OH bằng 5% là bằng 5 mét khối. Nên từ đó chúng ta tính có thể được số mol của C2H5OH. Chúng ta lấy thể tích là 5. 5 mét khối 5.000. 5.000 lít ấy. Nhân với khối lượng riêng là 0,8 và chia cho 46. Thì nó bằng bao nhiêu? Chúng ta bấm 5.000 nhân 0,8 chia 46. Thì nó sẽ bằng là 86,96. 86,96 kilomol. Sau đó em viết cho thầy cái sơ đồ là C6H10O5 tất cả N lần. Chuyển hóa thành C6H12O6. Chuyển hóa thành 2C2H5OH cộng 2CO2. Đây là sơ đồ. Chúng ta đang có anh này của chúng ta là 86,96 kilomol. Thì anh này chúng ta chia đôi ra. Chia 2. Thì anh kia nó sẽ là 43,478. 43,478. Nhưng mà hiệu suất của quá trình đạt 95% thì ta phải chia 95%. Đúng không? Thì cái này nó là kilomol. Kilomol. Sau đó chúng ta bấm ngay được cho thầy là M của sắn đi. Thì chúng ta sẽ bấm M tinh bột là 162 nhé. Nhân với 43,478. Chia 95%. Và lấy cả con số này ta chia tiếp cho 80% cái lượng tinh bột có trong cái bột sắn đó. Thì chúng ta bấm thầy là nhân cho thầy là 162 chia 0,95 và chia tiếp cho 0,8. Thì ra kết quả là 9.268, 9268 kg. Thì xấp xỉ 9,268 tấn. Đấy là hướng làm. Rồi, 5.64 nhá. Những cái bài này thầy chữa rất nhanh. 5.65. 5.65 thì giải thích nguyên nhân thì chúng ta chỉ cần nói cho thầy đó là liên kết hydrogen. Đấy, giải thích thì em ghi thầy là liên kết hydrogen. Liên phân tử. Ta ghi là CH3OH có. Em có thể vẽ cho họ. Đây, liên kết hydrogen liên phân tử đây. Được chưa? Đấy là câu 5.65. 5.66. 5.66 là nấu rượu truyền thống từ các nguyên liệu dầu tinh bột. Được chưa? Gạo được nấu chín thành cơm rồi giải vân vân. Sau khi cơm ủ được lên men tiến hành chưng cất nấu rượu. Cái này tự động đọc. Vai trò của men thì em ghi thầy là xúc tác. Xúc tác. Tại sao phải giã hoặc xay mịn men với rượu? Để em ghi thầy tăng diện tích tiếp xúc. Đúng nha. Thì là tăng tốc độ. Tốc độ lên men.
Cơm ủ rượu phải ấm, không để nguội, không quá nóng. Giải thích thì để tăng V phản ứng, tăng tốc độ phản ứng lên men. Đúng không? Chấm. Không để nóng quá. Thì bởi vì sao? Nếu mà chúng ta để nóng quá thì có thể chết các lợi khuẩn. Nhé. Không để nóng quá thì sẽ gây chết con men. Con men chính là vi khuẩn này. Đấy. Giải thích thời gian ủ cơm biến động từ 7 đến 20 ngày là chúng ta nhìn thấy ý C. Chúng ta chú ý cho thầy là tại sao lại nó có sự biến động thì nó phụ thuộc nhiệt độ. Em ghi thầy là phụ thuộc nhiệt độ. Phụ thuộc nhiệt độ. Nói mới vậy thôi. Ví dụ là nhiệt độ mà thấp thì phải tầm 20 ngày, mà nhiệt độ cao thì nhiệt độ thời tiết ấy, phụ thuộc nhiệt độ phải thời tiết đấy. Thời tiết. Chúng ta nói mới vậy thôi. Câu tiếp theo là quá trình ủ cơm với men đã chuyển hóa tinh bột thành ethanol và khí carbon dioxide. Quá trình này có phản ứng hóa học không? Tại sao? Có chứ. Chúng ta sẽ có phương trình là C6H10 O5 tất cả N lần chuyển thành C6H12O6, sau đó chuyển thành C2H5OH cộng với CO2. Có hay không thì chúng ta viết phương trình ra cho họ. Phản ứng này tốt nhất thực hiện ở tầm khoảng 30 độ C. Đấy. 5.67. Những loại ngũ cốc có hàm lượng tinh bột cao hoặc nguyên liệu đặc trưng được sử dụng để sản xuất rượu 45 độ. Viết phương trình điều chế bằng phép sinh hóa. Thì các em tự viết. Được chưa? Câu B. Để sản xuất được 500 lít rượu 45 độ cần bao nhiêu cân tinh bột? Chúng ta nhìn thấy ý B này. Chúng ta sẽ viết cái câu 5.67 ở đây nhé. Ý A tự viết. Viết nhiều rồi. Ý B. Chúng ta sẽ viết cái chất đầu là C6H10O5 tất cả N lần. Xong 3 chấm. Tạo ra được C2H5OH. Nhưng cân bằng 2 vào đây nhé. Chúng ta trình bày cho thầy là 500 lít rượu 45 độ thì chúng ta tính thầy số mol của C2H5OH tính tắt này. Ta lấy 500 nhân với 45 độ là 45%. Đấy là thể tích đúng không? Nhân với khối lượng riêng là 0,789. Và chia cho phân tử khối nó là 46 là bao nhiêu mol? Ta bấm là 500 nhân 0,45 nhân với 0,789 chia cho 46 thì số mol anh này là 3,86 mol. 3,86 đơn vị là kilomol. Tại vì đang là lít thì tương ứng với nó là cân. Thì ta đổi thành kilomol. Thế bây giờ chúng ta có anh này là 3,86 kilomol. Thì anh này chúng ta phải chia đôi ra. Chia 2 thì nó là 1,93, 1,93. Nhưng mà hiệu suất bao nhiêu phần trăm? Hiệu suất 90% thì từ sản phẩm tính trước đầu ta phải chia hiệu suất 90%. Đơn vị là kilomol. Từ đó chúng ta bấm được cho thầy là M của tinh bột. Đúng chưa? Chia 0,9 bằng này nhân 162 thì chúng ta có kết quả là 347,33. 347,3 đi. 347,33 kg. Đấy là câu 5.67, thầy nói nhanh thôi. Đúng nha. 5.68 là để xác định công thức cấu tạo của bốn alcohol, được chưa? Biết rằng là XY tạo thành carboxylic acid, còn X tạo được keton. X tạo được keton. Còn T không bị oxy hóa. Hình như cái bài này nó bị đánh máy nhầm đấy, Z tạo keton nhé. Z tạo keton. Chứ còn XY đã tạo thành axit thì làm sao tạo thành keton được? XY mà tạo thành carboxylic acid thì XY nó sẽ là alcohol bậc 1. Được chưa? Và nó bảo là Y có mạch không phân nhánh thì chứng tỏ X X là mạch nhánh. X đây. Đây là X. Y của mình mạch không phân nhánh thì nó là mạch 4 nguyên tử carbon, mạch không phân nhánh, gắn OH vị trí đầu tiên. Đúng chưa? Tiếp tục này, Z. Thành keton thì Z là alcohol bậc 2. Bậc 2 thì mới thành keton được. Còn T không bị oxy hóa, T là alcohol bậc 3. Bậc 3 không bị oxy hóa. Cái này mà cộng CuO thì nó biến thành keton. Hai cái này mà cộng với CuO mà cộng hết cỡ thì nó không chỉ thành anhydride đâu mà nó có thể chuyển thành axit tương ứng.
nhé. Rồi, đấy là 5.68. Thầy nói nhanh thôi. Các em chủ động viết phương trình. 5.69. 5.69. Cồn khô hay gọi là cồn thạch được sản xuất từ ethanol các phụ gia. Được chưa? Để sản xuất cồn khô người ta đã dùng những phụ gia nào thì cái này em phải chủ động tìm hiểu. Em chủ động tìm hiểu với thầy. Đúng nhỉ? Thì một số phụ gia thầy sẽ cho các bạn thông tin nhé. Đấy, phụ gia thì chúng ta sẽ ghi thầy là muối của sodium này. Muối của natri này. Muối của kali. Với các gốc. Cái này em tự hiểu nhé, NO3 trừ CLO3 trừ, những cái chất này đều dễ cháy, đều sinh ra được oxy. Đấy. Vân vân. Đấy là phụ gia. Bằng cách nào có thể phân biệt cồn khô ethanol với cồn khô có lẫn methanol? Thì chúng ta sẽ chú ý cho thầy là cái cồn khô ethanol ấy, thì em ghi thầy là cháy có ngọn lửa màu vàng, không có mùi khét. Không có mùi khét. Còn cái cồn khô của lẫn methanol thì em ghi thầy cháy có muội đen, có mùi khét. Đấy là em tìm hiểu thêm. Được chưa? Bởi vì trong quá trình cháy nó có thể chuyển hóa thành cả aldehyde các thứ nữa cơ, nó tương đối độc. Rồi, chúng ta sang bài 5.70. Thì cái này chúng ta tự đọc nhé. Đấy. Thì nó bảo em ở một tiệc cưới á, thì có người ta làm cháy cồn. Câu A, hãy cho biết tính chất hóa của cồn đã gây ra hiện tượng trên. Thì chúng ta sẽ ghi thầy là dễ cháy. Dễ cháy thôi. Đề xuất cách phòng ngừa hạn chế nguy cơ bỏng cồn thì cái này em tự làm. Cái này em tự làm. Đúng nhỉ? Cái chỗ dễ cháy thì em biết được thầy phương trình là C2H5OH cộng O2 tạo thành CO2 cộng với nước. Dĩ nhiên là để hạn chế bỏng cồn thì cái này thì em có thể tự tìm hiểu. Đúng chưa? Tìm hiểu thì ví dụ là em sẽ thấy ngay là trong quá trình mà mình sử dụng cồn thì mình phải tắt tất cả các ngọn lửa xung quanh. Mình đổ cồn vào xong sau đó thì mình mới châm lửa. Đúng không? Hoặc là chỉ sử dụng cồn trong những trường hợp nào mà cần thiết mà có người lớn hoặc có người hướng dẫn. Chứ còn chúng ta không tự ý nhé, sử dụng cồn. Tiếp tục câu 5.71, có nhiều ứng dụng quan trọng, sát trùng dụng cụ y tế làm nhiên liệu. Thì chúng ta sẽ giải thích là sát trùng dụng cụ y tế bởi vì nó tạo ra môi trường thay đổi thì vi khuẩn, virus nó có thể chết. Đúng nhỉ? Và đặc biệt là cồn này thấm sâu vào trong cơ thể của con vi khuẩn, virus. Thì lúc đấy là con vi khuẩn, virus nó không có nước để nó bù lại thì nó chết thôi. Làm nhiên liệu bởi vì nó dễ cháy. Thì cái này em tự làm, được chưa? Cái này tự tìm hiểu. Câu 5.72 phân biệt thì em ghi thầy là dùng CuOH 2 lần, glycerol hòa tan được CuOH 2 lần tạo ra dung dịch xanh lam. Anh còn lại là ethanol, không có hiện tượng gì. Viết phương trình nhé. Đấy là câu này. Rồi, sang bài 5.73. Viết công thức phân tử, công thức cấu tạo của phenol đơn giản nhất là C6H5OH. Phenol phản ứng với sodium, nêu dấu hiệu của phản ứng và viết phương trình em ghi thầy là có khí thoát ra. Có khí thoát ra. Chúng ta có phương trình là C6H5OH cộng với sodium thì biến thành C6H5ONa cộng H2. Đúng nhỉ? Phenol phản ứng với potassium hydroxide, tên của phản ứng là gì? Thì phản ứng này của chúng ta chính là phản ứng axit bazơ. Phản ứng axit bazơ. Chúng ta có phương trình là C6H5OH cộng với KOH thì nó biến thành C6H5OK cộng với nước. Được chưa? C6H5OK cộng nước. Tiếp tục câu 5.74, viết công thức cấu tạo của các hợp chất có vòng benzen. Thì anh này có 5 công thức cấu tạo. Ở những cái bài này chúng ta đều đã chữa ở những tài liệu trước rồi. Nên là thầy sẽ để chúng ta chủ động làm thôi. Thầy sẽ chữa rất nhanh. Octo hoặc meta hoặc para. Được chưa? Chúng ta còn có một anh là alcohol, một anh là ete.
benzin alcohol nhé. Và ete của chúng ta sẽ đọc là metin phenin ete. Được chưa? Giải thích phenol có khả phản ứng thế brom dễ dàng hơn benzen với vì thế vì nhóm OH đẩy E rất mạnh. Đấy. Thì làm tăng khả năng thế tại các vị trí octo para. Phenol có phản ứng với NaOH còn alcohol thì không, thì ta giải thích là vì phenol có tính axit. Có tính axit. À, tại sao có tính axit? Tại em giải thích sâu là vì nhóm C6H5 hoặc gốc C6H5. Gốc C6H5 hút E làm cho liên kết OH kém bền. Thì điện ly được H cộng. Thế thôi. Nói nhanh như vậy. 5.76 nó cho em đó là hãy dự đoán nhiệt độ sôi tương ứng của các chất trên. Giải thích thì phenol nhiệt độ sôi cao nhất C6H5OH. C6H5Cl là 132 độ. Còn C6H5CH3 là anh này. Còn giải thích thì thầy gợi ý thôi, cái này là dựa vào liên kết hydrogen. Còn cái này là phân cực. Cái này là kém phân cực. Đó, giải thích như vậy. Hiểu cái nguyên nhân là được. 5.77 đề xuất phương pháp để nhận biết ống nghiệm có phenol. Đúng nhỉ? Thì chúng ta dùng dung dịch brom. Được chưa? Anh nào tặng cái tủa trắng thì nó là phenol. 5.78 5.78 menthol có trong cái tinh dầu bạc hà. Đúng nhỉ? Thế bây giờ đọc một hơi một hồi nhé, các em tự đọc. Xác định công thức phân tử của menthol thì cái này em tự đổi thôi, em đếm số C, số H thì thầy cho các bạn đáp số. Thì công thức phân tử của menthol nó chính là C10H20O. Được chưa? Có bao nhiêu nhóm OH thì chúng ta nhìn luôn cho thầy này. Có một nhóm OH. Đấy. Cái đoạn bên trên là dẫn dắt cho vui thôi. Một nhóm OH. Câu B nó bảo học sinh trên đã sử dụng cách nào để tách được tinh dầu bạc hà. Thì chúng ta đọc này là trưng cất này. Đúng không? Tiếp tục này. Nó bảo là trong nồi cất cành lá bạc hà được vỉa sạch lá này. Sau đó nó không tiếp xúc với nước. Thì đây chính là phương pháp trưng cất lôi cuốn hơi nước. Đúng nhỉ? Thì chúng ta ghi hộ thầy là trưng cất lôi cuốn hơi nước. Các em chú ý hộ thầy có những đề bài rất là dài. Dĩ nhiên là thầy khuyến khích chúng ta đọc hết 100%. Nhưng mà khi vào bài thi mà để trả lời câu hỏi ấy, em phải đọc rất nhanh và đọc cái keyword của nó. Trưng cất lôi cuốn hơi nước. Được chưa? Tiếp tục câu 5.79 thì em cũng đọc một hơi một hồi về cách điều chế aspirin là chất này. Đấy. Sau đây là salicylic acid. Thì salicylic acid có nhóm chức gì thì nó sẽ có hai nhóm chức là nhóm COH và nhóm OH. Nhóm OH này là phenol. Nhóm này là carboxin. Nhóm chức nào đã tham gia phản ứng trên? Thì chúng ta thấy ngay là nhóm phenol đã tham gia phản ứng đây. Đúng không? Nhóm phenol. Đấy. Đề rất dài, trả lời rất ngắn. Tiếp tục. Câu 5.80 cho phenol tác dụng với NaOH. Đấy. Bây giờ nó bảo em là bước 1 là cho phenol vào nước thì quan sát thấy khả năng tan của phenol trong nước là ít tan, đúng không? Ít tan nó sẽ có hiện tượng phản đục. Nhỏ sodium hydroxide vào thì chúng ta sẽ thấy ngay là nó tan tạo thành dung dịch đồng nhất. Sau bước 1 ống nghiệm có hiện tượng gì? Vừa nói rồi. Sau bước 2, dung dịch NaOH có pha phenol và talin đổi màu thế nào? Được chưa? Câu B thì chúng ta thấy ngay là từ màu hồng, vì phenol và talin trong NaOH đang có màu hồng đúng không? Sang mất màu. Phương trình là C6H5OH cộng với NaOH thì tạo thành C6H5ONa cộng với nước. Thí nghiệm trên chứng minh tính gì của phenol là tính axit. Đúng nha, tính axit. Này nó nhanh nhé. Câu số 5.81 là viết phương trình hóa học của phenol với formaldehyde. Thì chúng ta viết thầy phương trình thôi. Phenol này cộng với formaldehyde là HCHO. Thì thực tế là cái phản ứng này thì chúng ta phải
chủ động em học trước chương trình thì cái này mới trả lời được. Đấy. Còn khi chúng ta viết phương trình của phenol với formaldehyde thì chúng ta chỉ cần viết bình thường. Đúng nhá. Nó là phản ứng cộng nhưng mà thì chúng ta để yên cái OH này này. Còn cái phần vị trí còn lại thì chúng ta sẽ gắn cho thầy cái này thành CH2OH. Đúng chưa? Đấy, cái này có thể để vị trí ortho hoặc vị trí para thôi nhé. Chứ không để vị trí meta. Vì OH đây là nhóm thế loại 1, nhóm đẻ E. Câu 5.82 là cho X gam ethanol tác dụng với sodium được hydro. Hydro đây là 0,05 mol này. Mà chúng ta nhớ thầy là ethanol cộng với sodium thu được 1/2 hydro. Thì chúng ta có ngay là C2H5OH. Em có thể viết nhanh này. Cộng Na thì biến thành 1/2H2. Anh này 0,05 thì anh này là 0,1 mol. Được chưa? Sau đó là viết phương trình điều chế este CH3COOH này cộng với C2H5OH thì cái este hay ester của mình tương ứng ấy, nó là CH3COOC2H5 mà cộng với nước. Anh này là 0,1 thì hiệu suất 80% là anh này 0,1 nhân 80%. Đúng không? Thì cái này nó sẽ bằng 0,08 mol. Thầy nói nhanh thôi, chúng ta đã làm rồi. M của este. Em sẽ lấy cái đấy nhân với phân tử khối 88 nhé. 7,04 gam. Được chưa? Ok. 5.83. Phân biệt. Phân biệt thì cái này chúng ta sẽ dùng dung dịch brom này. Thầy nói hướng nhé. Cái này dùng CuOH 2 lần này. Cái này dùng Na này. Đấy, tự trả lời được. À, những thằng còn lại thì chúng ta sẽ dùng dung dịch brom này. Cái này tạo cái tổ trắng. Cái này vì nó còn nối đôi chúng ta cũng dùng dung dịch brom. Hiện tượng bị mất màu. Hai cái còn lại chúng ta sẽ dùng natri. Đúng không? Anh này có khí. Đấy, anh này là dung dịch xanh lam. Viết thêm cho các bạn để các bạn tự trình bày cái tổ trắng. Cái này là có khí bay lên. Đấy, hiện tượng của từng anh như vậy. Rồi, 5.83. Ok, 5.84. Từ benzen viết phương trình điều chế picric acid. Thì chúng ta có một cái chuyển hóa như sau. Là benzen này, đầu tiên chúng ta cộng với chlorine, xúc tác bột sắt. Thì chúng ta sẽ được chlorobenzen. Sau đó chúng ta đun với NaOH đặc. Nhiệt độ cao, áp suất cao. Thì nó sẽ thu được, đáng lẽ là phenol, nhưng mà phenol tác dụng tiếp với kiềm để biến thành C6H5ONa. Chúng ta sục CO2 với nước vào thì ta sẽ điều chế được phenol. Từ phenol ta cộng HNO3 thì tạo ra được picric acid. Picric acid. Được chưa? Đấy là câu A. Câu B này thì chúng ta đã làm bên trên một số bài tương tự thì thầy cho đáp số nhé để chúng ta chủ động chúng ta kiểm tra lại. Thì đáp số câu 5.84 thì thầy sẽ cho các bạn là C% của HNO3 còn dư nó sẽ là 8,93%. Em tính cái lượng phản ứng, tính lượng dư là xong. 5.85, tính khối lượng kết tủa khi cho phenol tác dụng brom. Phenol là 23,5 gam, ta lấy 23,5 chia cho 94 thì số mol của nó là 0,25 mol. Vậy thì cái kết tủa của chúng ta đây. Cái này cũng là 0,25 mol. Em nhân với khối lượng mol của nó là 331. Thì kết quả của mình là 82,75. 82,75 gam. Được chưa? Rồi. Đấy là toàn bộ cái phần bài tập của chủ đề dẫn xuất halogen, alcohol và phenol. Thì thầy yêu cầu các bạn là chúng ta chủ động, chúng ta cày thành những cái bài giảng này. Để chúng ta có một nền tảng kiến thức tốt nhất. Để chúng ta ôn tập cho các kỳ thi tương lai. Thế các em nhé. Hẹn gặp lại các em ở các bài tiếp theo. Bye bye.